Giám khảo nào khó tính nhất tập 1 sàn đấu vũ đạo? Ngay vòng sau là phải show off luôn. Yeah. Hai người này khó tính quá. Chị thấy rằng là đây đủ để mà làm một tiết mục mở màn. Mới đầu tiên mà không có ai mà đi gọi là đem đại bác đi lên bắn đùng 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 đùng. Nhưng mà chắc tại vì anh chắc tại vì bản thân có nhiều quá. Cái chuyên môn á cho nên là cái mở màn như vậy thì nó tròn trịa rồi. Dạ. Yeah. Hai người này tôi thấy khó tính quá. Ủa, hay quá ha. Hay quá. Tự nhiên tôi lạ lắm. Tự nhiên tôi thấy bạn này ra nhảy xin 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 là tôi thích à? Là tôi thích à? Thích rồi. Lúc nãy ai khó tính đúng không? Ai khó tính đúng không? Ai khó tính. Nói tóm lại là gì? Là đã bước vào chương trình này là mọi người đều là những chiến binh. Mà đã là chiến binh thì phải chiến đấu hết mình. Nếu mà không hết mình thì sẽ bị loại. Đơn giản vậy thôi. Vậy thôi. Yes. Đỡ okay. Cho mình nãy giờ mình nói dài dòng quá. Không, đoạn này khó quá. Khó quá. Khó rồi. Khó thì. Rốt cuộc giám khảo nào khó tính nhất?